Người ai đã và sắp đến tuổi già. Đời người thật ngắn ngủi, thoáng chốc đã sắp chào đón tuổi già. Bây giờ, những năm còn lại trong cuộc đời của một người, chúng ta cần sống thanh thản, sống thoải mái. Hạnh phúc là do chính mình tạo ra, vui sướng cũng do chính mình tìm lấy. Vì những niềm vui ấy đã ẩn chứa trong những sự việc nhỏ nhặt xảy ra trong đời sống. Hạnh phúc là những gì hiện đang ở xung quanh chúng ta, trong tầm tay chúng ta. Tiền rất quan trọng trong đời sống của con người, nhưng tiền không phải là tất cả. Đừng quá coi trọng đồng tiền và cũng đừng lệ thuộc vào đồng tiền. Mặc dù biết rằng nếu không có tiền thì làm sao chúng ta sống, làm sao để được thoải mái. Quãng đời còn lại thì quá ngắn ngủi, ta phải sống những ngày tháng cho đáng sống. Ta phải làm cho cuộc đời thêm phong phú. Những gì cần ăn thì cứ ăn, cần mặc thì cứ mua sắm, muốn đi du lịch thì cứ đi. Tập cho mình có nhiều đam mê, tự tìm niềm vui cho chính mình. Nếu có người bạn cần giúp, ta cứ mở lòng nhân ái, tốt bụng với mọi người, rảnh rỗi đi làm những việc từ thiện xã hội, lấy việc giúp người làm niềm vui. Đó là những thú vui trong tuổi già. Hơn nửa đời, chúng ta dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái. Bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu, nên dành cho chính mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho thanh thản, vui vẻ. Tìm đến những người bạn cùng nhau uống tách trà nóng, đi cà phê buổi sáng, kể chuyện năm xưa hay trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống hiện tại. Cuối tuần, hẹn nhau với người bạn đi câu cá, hưởng không khí trong lành của thiên nhiên và cũng để cho tâm tư lắng đọng, tinh thần thanh thản. Đó là những niềm vui trong cuộc sống tuổi già.